Khi tham gia buổi phỏng vấn, kiến thức cùng với thái độ của bạn là điểm quan trọng nhất quyết định bạn có được tuyển hay không. Để chuẩn bị kiến thức tốt nhất, bạn hãy liệt kê ra những chủ đề mà bạn đã học hoặc thực hành, ví dụ như trong các bài tập lớn hoặc là các dự án tham gia. Hãy tìm những câu hỏi phỏng vấn mẫu và tự trả lời xem mình ở trả lời được như thế nào. Ở Fresher Academy thì các bạn sẽ được cung cấp các bộ câu hỏi mẫu này. Hãy thử phỏng vấn với bạn bè cùng mình để có trải nghiệm buổi phỏng vấn tốt hơn. Cái này là luôn luôn cần thiết. Và cuối cùng thì hãy thực hành lập trình với những đoạn code cơ bản để ôn lại những kỹ năng và kiến thức của mình.